Nào, ok. Ok. Ủa lại cái đĩa nữa à? Vâng, chào năm trăm anh em nhé. Rồi, đây là đang test sản phẩm. Tình hình dịch bệnh, ship xa, cho nên là sản phẩm phải đạt chất lượng khi đi không bị sóc. Đề nghị ai ăn tiết ở ngõ dưới thì phải mang lại cái buộc nhá, không cho đĩa đâu.